Xin chào quý khách hàng bên sụp kiện Peugeot. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý khách hàng lắp đặt bọc vô lăng cửa Pháp với chiếc xe Peugeot 2008. Sau đó là mình dùng cái lực mạnh hơn một xíu để chốt cái vị trí bên dưới. Với những thao tác đơn giản, thì khách hàng đã trang bị cho chiếc xe 2008 một chiếc bọc vô lăng cờ Pháp. Bọc vô lăng cờ Pháp thì làm bằng chất liệu da cao cấp, thì da bên hai bên này nó sẽ có những lỗ thông hơi. Bên trên là vân carbon, logo Peugeot và vân cờ Pháp bên phía dưới. Với khách mà hàng mua hàng có thể trực tiếp truy cập vào phụ kiện peugeot.com hoặc Zalo 093 999 5008.